Ngân Nga Channel xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và đây là cái cây thù lù. Thù lù. Thù lù hả? Gọi là cây tầm bóp. Hay gọi là cây tầm bóp đó mọi người. Đây nè, hái cho đây. Đây là nhà Ngân Nga là hồi về dưới vườn á là thấy một cây. Cho nên là ông sẽ nghe hồi đó đem lên trồng thì nó lại bị chết. Và mới lấy cái hạt của nó gieo á. Gieo thì hôm nay nó mọc lên, đây là mình do của mình gieo mình nó mọc ra chứ không phải là tự nhiên mà nó có nha mọi người. Chăm sóc cũng vẫn phân dữ lắm á. Rồi đây cũng phải chăm phân lắm nữa. Nhưng mà hồi xưa thì nó mọc hơn không mà nó vẫn tốt. Này, trái nó chín rồi. À. Và trái chín rồi. Từ từ. Mấy trái chín nhìn khác ha. Đây. Đó, nó chín. Đây là mấy trái chín. Ấy da, đụng là nó rớt liền à. Cái đây cũng chín đúng không anh? Ừ. Đây. Đó, chín này. Rồi, mình sẽ khui ra một cái nha mọi người. Khui ra cái đi. Ừ. Ăn đi. Trời ơi, chín vàng ươm. Ngon quá. Ngọt lắm hả? Đó. Cây để chữa đủ loại bệnh mà không biết mình bệnh gì. Cái cây đây thì mình cũng nghe nói là chữa nhiều cái loại bệnh lắm. Từ thân, từ gốc, rễ. Nghe nó một ký nó tới mấy trăm ngàn lận á. Còn một ký mấy trăm ngàn luôn hả? À. Cái bên kia kìa, vàng vàng kìa. Mà có ai mà trồng mà có bán đâu? Mà mình nếu không có thì mình trồng được chứ ta. Nếu không có có cái nguồn mà người ta thu á. Đây là cái cây nhỏ nó lớn lên nè mọi người. Đây. Cây bên đây nè. Rồi. Giờ mình qua tiếp cái cây bên đây nha. Trái nè. Khui ra. Trái này cây tầm bóp. Cây tầm bóp hay gọi là cây thù lù. Thù lù hả? Thù lù, thù lù. Ai ăn kêu gì kêu. Đây. Còn bên kia kìa anh. Đây, chín nè, đã quá. Đây nè mọi người, chín đây nha. Đó, đã chưa? Cái này thì mình ăn nó hơi chua một xíu. Nhưng mà khi mà mình chín hung đúng không? Mình nó chín hung là mình ăn mình hái cái đây. Nhưng mà nếu mà mình nghe trong trái nữa kìa, kè tím nè, kè dĩ nè, trù trong kia cây bự trong kia nữa kìa. Trong kia nó chín nhiều hơn hay sao á? Hái hết cây đây. Để hái cây đây cho hết đã. Ở đây nó chưa chín lắm phải không? Rờ nó không rụng. Để cho nó chín rồi hái. Cái này là mình trồng mình có phân. Bỏ phân mấy cây kè này. Rồi nó chứ nếu không phân thì nó không có tốt tới cỡ đây đâu nha mọi người. Là mình nghe nói là nó trị bệnh thì mai mốt mình lấy cái thân của nó ra, mình xét nước mình uống. Đây này cái cây con nó lên mà nó bị rập cái nó to. Trời, cái cây con nó lên nè mọi người. Cái thân của nó nè. Chiều này mua. Cái thân bị rập cho nên là nó to vậy nó đó. Bị cái con gì ăn lủng lẽ nữa nè. Mấy cái lá lủng cái này. Cây đây cũng muốn bệnh rồi nè. Thỉnh thoảng phun cái gì? Rêu phải không? Rong biển. Cái rong biển. Trời, cây này nó xè ra. Cái cây đây nó trồng ở rộng cho nên là nó xè ra. Tại vì mình cũng trồng cái mấy đất trống á. Đây cũng sát đường nè mọi người. Đó. Đây sát đường đó. Nó xì ra. Cái đây là giờ là mình sẽ qua bên cái cây con nha mọi người. Cái con này mới có một trái cây thiệt bự này. Chín không? Chưa. Chưa chín thì đừng có hái. Đấy. Đó. Có một xíu đó thôi. Cái con nhiều lắm. Mình quay buổi sáng này. Nhiều cây con quá ha. Trời ơi, đất không rồi. Mình phải cây con nữa nè. Đây, cây con đây. Ở cái lá đây mình hái, mình luộc, mình ăn sống cũng được nè. Cái lá này mình ăn sống luôn hả? Ừ. Cái này là nhờ anh cũng có phun rêu vậy phải không? Đây này, cây bên đây mới to nè. Rồi, cây con đây nữa nè mọi người. Nó rập cho nên là mọi người nhìn cái gốc nó nè. Nó to cỡ đây nè. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục mình đi qua cái cây mấy bên kia ha. Cây đây mới bự nè.
Thôi cây đây bự hơn, chắc là chín nhiều hơn như gì nữa đúng không? Đó, mình thấy vàng vàng nhiều quá. Đè. Hái thôi. Dở lên rồi. Wow. Đây mọi người. Nhiều chưa? Ý nó rụng. Nó dễ rụng lắm. Cái rụng xíu nữa mình lấy lên. Đây một rổ. Và cái cây này thì mình đó. Sáng nay sao ông trời ông nắng nó hơi ái ái ha. Hơi tối tối không có được sáng trưng luôn. Để thấy em quay. Đấy mọi người. Bây giờ thì phải mình dạch nó lên. Tại vì mình trồng ở dưới cái mé đây là hồi xưa mình có bỏ cái đậu dại dưới này nè. Mình ái đất xuống, nó tốt lắm. Cái cây của nó gì mà mù mịt luôn nè. Đó. Và trong đây thì mình có trồng sen một ít bông thọ với lại bùa ngót. Nhưng mà cái cây này nó lên là nó đòi hỏi là phải rộng để cho nó tung nhánh ra vậy đó mọi người. Nó nhảy nhánh rồi ra, nó dài, nó phải thoải mái nó mới phát triển tốt được. Đó. Đây. Đó, mọi người thấy chưa? Cái thô lồ mình có nói là nghe nói là trị bệnh thì mình chỉ biết vậy thôi. Chứ còn chỗ kêu cây thù lù, chỗ kêu cây thù lồ, chỗ kêu cây tầm bóp. À, đây một rổ đây mọi người. Nếu mà có chỗ nào mà mình trồng, mình nếu có chỗ nào mà cung cấp được thì chắc mình cũng đi làm đất mình trồng á. Bây giờ nghe chẳng nói, biết trồng gì. Nghe trên mạng nó nói là 700 một ký. 700, 500 một ký. Thì trồng bao nhiêu đây, em thấy cũng mấy lạng rồi nè. Cũng có ký dễ mà. Mình nếu mà mình có chỗ nào mà thu thì mình trồng liền á chứ. Đó, ông xã mình lui cui. Hái thì nó nằm dưới nè. Đây được một. Đó. Đã chưa? Cái trái nó có phân nè mọi người, nhìn nó to nè. Còn nếu mình trồng mà nó hoang dại thì không có trồng thì cái trái nó nhỏ lắm. Đây. Đó. Đó, cây đẻ chưa mọi người. Cái này nó chín hàng loạt rồi. Ừ, chín là nhiều lắm. Và bây giờ thì video của mình cũng xin dừng ở đây nha mọi người. Mình xin chào mọi người, hẹn mọi người ở những clip sau. Trời, cái nào cái nấy đẻ quá ha. Ô, cà rô.